Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với nội dung của môn học. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần Khởi nghĩa nông dân ra ngoài, thế kỷ thứ 18. Mời các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Rồi chúng ta chưa cô này. Bài 24 Khởi nghĩa nông dân ra ngoài, thế kỷ thứ 18. Một nhỏ tình hình chính trị. Ở đây cô câu hỏi này, em có nhận xét gì về chính quyền đàng ngoài giữa thế kỷ thứ 18? Cô nhắc lại câu hỏi, em có nhận xét gì về chính quyền đàng ngoài giữa thế kỷ thứ 18? Nào, ai nhận xét cho cô? Ai trả lời? Giờ cô Mấy Hương nào, trả lời cho cô. Từ giữa thế kỷ thứ 18, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, phung phí tiền của, quan lại binh lính ra sức đổ khoét nhân dân. Nhỉ? Còn gì nữa không? Và chúng ta sẽ ghi lại ý này vào nhé. Từ giữa thế kỷ 18, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, phung phí tiền của, quan lại binh lính, quan lại binh lính ra sức đục vét nhân dân, ra sức đục vét nhân dân. Rồi chúng ta sang tiếp. Vậy chúng ta sẽ học sách giáo khoa, đọc đoạn in nghiêng sách giáo khoa chứa trịnh chịu thua nhá. Sau đó thì chúng ta trả lời câu hỏi. Và chúng ta xin ghi cho cô này. Giữa thế kỷ thứ 18, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, giữa thế kỷ thứ 18, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, phung phí tiền của, quan lại binh lính, quan lại binh lính ra sức đổ khoét nhân dân. Chúng ta ghi vào. Giữa thế kỷ thứ 18, giữa thế kỷ thứ 18, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chính quyền vua Lê Bồi Nhìn, chúa trịnh quanh năm hội hè yến tiệc, phung phí tiền của, yến tiệc quanh phung phí tiền của, quan lại binh lính ra sức đổ khoét nhân dân. Tiếp đến, ý thứ hai, quan lại địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Quan lại địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Tiếp đến còn gì nhỉ? Chúng ta có câu hỏi tiếp theo. Tình hình sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn này như thế nào? Nào, ai trả lời đấy cô? Tình hình sản xuất nông nghiệp giai đoạn này như thế nào? Nào, cô mời Minh nào.
phát triển. Thật không? Với nhà nước mà vua không quan tâm thì liệu có phát triển được không? Rồi. Ra xem nhá. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, đúng nào? Sản xuất nông nghiệp đình đốn, hạn hán và lũ lụt liên tiếp sẽ xảy ra nhá. Ừ. Ghi vào. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra. Câu hỏi tiếp theo. Ngành công thương nghiệp ở đàng ngoài trong giai đoạn này ra sao? Nào ai trả lời được? Ngành công thương nghiệp ở đàng ngoài trong giai đoạn này ra sao? Phát triển không? À không phát triển hả? À, vì sao nhỉ? Vì sao hiện nay không phát triển? À, bởi vì là nhà nước cũng không quan tâm đúng không? Rồi, đó chính là sa sút nghiêm trọng, chợ và phố điêu tàn nhá. Sa sút nghiêm trọng, chợ, phố điêu tàn, ghi vào. Gọi tiếp theo. Nhân dân phải chịu cảnh tơ thuế nặng nề bất công như thế nào? Nào, ai trả lời? Nhân dân phải chịu cảnh tơ thuế nặng nề bất công như thế nào? Đó. À. Nhà sử học Phan Huy Chu có viết vì trưng thu quá mức nhà vì trưng thu quá mức dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng. Đây. Ơi, chúng ta đi vào. Nhà sử học Phan Huy Chú viết vì trưng thu quá mức dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nỗi. Kể cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng mà trở thành bần cùng bỏ cả nghề nghiệp. Bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chật vật cây sơn. Có người vì thuế sơn mà chặt cây sơn. Vì thế vải lụa mà phá khung cửi. Vì thu mua cá tôm mà xé cả chai lưới. Được chưa? Chúng ta ghi vào. Đúng chưa? Nhà sử học Phan Huy Chú có viết vì trưng thu quá mức mà dân kiệt quệ cả vật lực mà không nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Đúng không? Có người vì thuế sơn mà chặt cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá khung cửi, vì mua cá tôm mà phải xé cả chai lưới nhá. Tiếp đến này, câu hỏi đến phần thảo luận. Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh ở đàng ngoài dẫn đến hậu quả gì? À, trả lời cho cô. Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh ở đàng ngoài đã dẫn đến hậu quả gì? À. À, trả lời cho cô. Chúng ta thảo luận đi.
À, thứ nhất đó là thiên tai mất mùa liên tiếp đã xảy ra. Thứ hai, hàng chục vạn nông dân bị chết đói. Và thứ ba, nhân dân rất xíu nhau kiếm ăn. Đúng nào? Chúng ta sẽ có ba hậu quả như vậy, chúng ta ghi vào nhé. Cô nhắc lại. Thứ nhất, thiên tai mất mùa liên tiếp xảy ra. Chúng ta ghi vào. Thiên tai mất mùa liên tiếp xảy ra. Thứ hai, hàng chục vạn nông dân chết đói. Hàng chục vạn nông dân chết đói. Ý thứ ba, nhân dân rất xíu nhau kiếm ăn. Đúng rồi. Đó, đấy là chính là ba cái hậu quả ta cần quan tâm. Rồi, chúng ta sẽ xuống tiếp nhá. Vậy một từ nhỏ tình hình chính trị, các bạn sẽ ghi cho cô những ý như sau về hậu quả. Sản xuất nông nghiệp bị đình đốn này. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán xảy ra liên tiếp, công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn. Chúng ta ghi vào. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán xảy ra liên tiếp. Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán xảy ra liên tiếp, công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn. Còn gì nữa không? Rồi, chúng ta xem nào. Tiếp đến, nhân dân đói kém phiêu tán khắp nơi. Câu hỏi tiếp theo của cô là, hỏi tiếp theo này, em hãy cho biết đời sống của nhân dân trong giai đoạn này như thế nào. Là thầy trả lời cho cô được. Vậy thì với cái chính sách cai quản như vậy của chính quyền thì đời sống của nhân dân thế nào nhỉ? Ai thì trả lời được? Ai trả lời được? Đời sống nhân dân đầy đủ no ấm hay là khổ cực hay là khó khăn? Chắc bạn đoán được rồi đúng không? Ai trả lời cho cô? Là cô Mười Linh nào. Rồi, Linh trả lời đó là đời sống nhân dân khó khăn cơ cực. Đây. Nạn đói khủng khiếp. Năm rồi. Nạn đói khủng khiếp năm 1740, 1741 ở đàng ngoài. Dân lưu vong bồng bế, dắt xíu nhau đi kiếm ăn đầy đường. Dân phần nhiều sống vào rau cỏ, ăn cả chuột, rắn, đúng nào? Người chết đói ngổn ngang, người sống sót không có một phần mười. Làng nào có tiếng trù mật cũng chỉ còn 5 hoặc 3 hộ mà thôi. Rồi, chúng ta ghi vào. Chúng ta ghi vào. Nạn đói khủng khiếp năm 1740, 1741 ở đàng ngoài. 1740, 1741 ở đàng ngoài. Dân lưu vong bồng bế, dắt xíu nhau đi kiếm ăn đầy đường.
Dân lưu vong bồng bế dắt xíu nhau kiếm ăn đầy đường. Kiếm ăn đầy đường. Phần nhiều sống vào rau cỏ, ăn cả chuột và rắn. Người chết đói ngổn ngang. Người sống sót không còn một phần mười. Làng có tiếng chù mật cũng chỉ còn 5-3 hộ mà thôi. Khâm định việt sự thông giáo cơ mục. Cần gì nữa nhỉ? Ta ghi vào. Rồi. Chúng ta ghi sang phần 2 nhỏ, những cuộc khởi nghĩa lớn nhá. Và tìm hiểu nội dung phần này để chúng ta sẽ tiến hành lập bảng thống kê. À, câu hỏi của cô đó là hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào nông dân đàng hoàng thế kỷ thứ 18. Hay lại câu hỏi này. Ôi trời. Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nông dân đàng hoàng thế kỷ thứ 18. Ai trả lời được? Nào. Chúng ta sẽ có 4 cột. Chúng ta kẻ cái bảng này vào trong vở nhé. 4 cột: thời gian này, người lãnh đạo, địa bàn hoạt động và kết quả. Chúng ta kẻ cho vở mình đi. Đây, chúng ta sẽ có làm lần lượt từng cái một. À, năm thời gian thứ nhất năm 1737, người lãnh đạo là Nguyễn Dương Hưng và địa bàn hoạt động tại Sơn Tây. Kết quả thì tiếp đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn 1738 1770, người lãnh đạo là Lê Duy Mật, đúng nào, địa bàn hoạt động là Thanh Hóa, Nghệ An nhá. Ta ghi xong chưa? Cô nhớ lại này. Giai đoạn 1738-1770, người lãnh đạo Lê Duy Mật, địa bàn hoạt động là Thanh Hóa, Nghệ An. Đúng nào? Tiếp đến giai đoạn 1740-1751, 750, 751, 740, 751, người lãnh đạo Nguyễn Danh Phương, địa bàn hoạt động là Sơn Tây và Tuyên Quang. Đúng nào? Tiếp đến giai đoạn thứ tư, thời gian thứ tư, 1741-1751, 1741, 1751, người lãnh đạo là Nguyễn Hữu Cầu, địa bàn hoạt động là Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh Hóa. Đúng nào? Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An và Thanh Hóa nhá. An Thanh Hóa. Giai đoạn thứ 5, 1739 1769, người lãnh đạo Hoàng Công Chất, Hoàng Công Chất, địa bàn hoạt động Sơn Nam Tây Bắc, Sơn Nam Tây Bắc.
Rồi. Đây kia xong chưa? Ta ghi vào. Đó, đấy là 5 mốc thời gian. Năm thời gian có nhắc lại này, thời gian thứ nhất là 1737 nhá, người lãnh đạo là Nguyễn Dương Hưng, Nguyễn Dương Hưng nhá, địa bàn hoạt động là Sơn Tây đúng nào, 1738 1770. Người lãnh đạo là Lê Duy Mật. Địa bàn hoạt động là Thanh Hóa và Nghệ An. Giai đoạn 1740 1751. 1740 1751. Người lãnh đạo Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương. Tiếp đến địa bàn hoạt động là Sơn Tây Tuyên Quang. Giai đoạn thứ tư 1741 1751. 1741 751. Người lãnh đạo Nguyễn Hữu Cầu. Nguyễn Hữu Cầu. Địa bàn hoạt động Kinh Bắc Sơn Nam Nghệ An Thanh Hóa. Kinh Bắc Sơn Nam Nghệ An Thanh Hóa. Tiếp đến giai đoạn 1739 1769, người lãnh đạo là Hoàng Công Chất. Địa bàn hoạt động là Sơn Nam. Mang trên kia Sơn Nam Tây Bắc. Mang trên bàn học. Để ở trong tủ bàn học. Mực cho hai chị em, tẩy của con. Được chưa? Vậy thì kết quả các chiến dịch này sao nhỉ? Ừ. Thôi bạn. Kết quả chiến dịch ra sao? Đây. Bạn nhìn xem nhé. Đây. Đầu tiên đó là Nguyễn Dương Hưng 1737 nổ ra ở Sơn Tây, mở đầu cho phong trào đấu tranh ở đảng ngoài. Ta ghi vào. Nguyễn Dương Hưng 1737. 1737 nổ ra ở Sơn Tây, nổ ra ở Sơn Tây mở đầu cho phong trào đấu tranh ở đảng ngoài. Tiếp đến Lê Duy Mật 1738 1770. Lê Duy Mật 1738 1770 hoạt động ở khắp vùng Thanh Hóa và Nghệ An. Đó. Có nhắc lại. Lê Duy Mật 1738 1770 hoạt động khắp vùng Thanh Hóa và Nghệ An.
Tiếp đến. Này, Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương 1740 1751. Nguyễn Danh Phương 1740 1751. Lấy núi Tam Đảo làm căn cứ. Lấy núi Tam Đảo làm căn cứ và lan rộng khắp trấn Tây Sơn Sơn và lan rộng khắp trấn Sơn Tây Tuyên Quang, lan rộng khắp trấn, đúng không? Rồi còn gì nữa không nhỉ? Ờ, chúng ta lại một chút nhé. Ghi vào. Nguyễn Danh Phương. Nguyễn Danh Phương 1740 1751. Lấy núi Tam Đảo. Lấy núi Tam Đảo làm căn cứ và lan rộng khắp trấn Sơn Tây Tuyên Quang. Rồi tiếp đến là gì đây? À, đây là của Nguyễn Hữu Cầu, đúng không? Nguyễn Hữu Cầu 1741 1751. Nguyễn Hữu Cầu 1741 1751. Xuất phát từ Đồ Sơn, Hải Phòng. Xuất phát từ Đồ Sơn, Hải Phòng. Di chuyển lên Kinh Bắc. Di chuyển lên Kinh Bắc. Mở ngoặc, đó là Bắc Giang và Bắc Ninh hiện nay. Đúng nào. Uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống. Uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn Nam vào Thanh Hóa. Rồi. Đây ghi vào. Ở Nguyễn Hữu Cầu 1741 1751 xuất phát từ Đồ Sơn, Hải Phòng. Đồ Sơn, Hải Phòng. Di chuyển lên Kinh Bắc, tức Bắc Giang và Bắc Ninh. Uy hiếp kinh thành Thăng Long. Uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn Nam và Thanh Hóa. Rồi xuống Sơn Nam và Thanh Hóa. Ta ghi xong chưa? Rồi chúng ta sang tiếp nào. Nghĩa quân nêu khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Nghĩa quân lấy khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, được dân chúng nhiệt tình ủng hộ. Rồi chúng ta ghi xong chưa? Ra ghi vào. Nghĩa quân nêu khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, được dân chúng nhiệt tình ủng hộ. Hết chưa? Rồi. Chúng ta xong chưa? À, chuyện tiếp nhé.
Tiếp đến này, khởi nghĩa tiếp theo là của Hoàng Công Chất. Hoàng Công Chất 1739, 1769. Nổ ra ở vùng Sơn Nam. Nổ ra ở vùng Sơn Nam, sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng, Hoàng Công Chất chuyển lên Tây Bắc. Nhá. Chúng ta ghi vào. Hoàng Công Chất 1739, 1769. 1739, 1769. Nổ ra ở vùng Sơn Nam. Nổ ra ở vùng Sơn Nam. Sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng. Sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng. Sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng, Hoàng Công Chất chuyển lên Tây Bắc. Đây ghi xong chưa? Ừ. Ừ. Rồi, nội dung chúng ta dừng ở đây nhá. Rồi chúng ta về chúng ta học bài kỹ chơi cô được không nào? Nhớ ôn lại nội dung kiến thức cũ nhá. Nha. Rồi, hay là chúng ta làm tiếp một chút nào. Đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy hướng di chuyển đây. Từ Sơn Nam lên Lai Châu. Đúng nào. Đó. Còn gì nữa không nhỉ? Ừ. Rồi nội dung. Rồi chúng ta ghi tiếp này. Hai La Mã, phong trào dân tộc dân chủ công khai 1919-1925. Ừ. Một nhỏ giai cấp tư sản dân tộc muốn vươn lên có vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam, đòi các quyền tự do dân chủ thích ứng với các lợi ích. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Đã ghi xong chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Rồi. Tính tình trầm ổn, suy nghĩ kín đáo, chuẩn bị mọi chuyện vô cùng thích đáng. Khuôn mặt bị hủy phân nửa nhưng vẫn có thể tỏ ra trầm ổn, đủ thấy nguồn gốc của hắn tuyệt đối không đơn giản. Đó là sự tự tin được bồi dưỡng qua nhiều năm, không quen tự ti hay hối tiếc. Nàng lặng lặng bằng quan theo dõi bản chất của hắn bộc lộ theo từng ngày, trong lòng càng hiểu rõ. Hắn không ngốc, nàng có thể nghĩ đến, trong lòng hắn nhất định cũng có tính toán rồi. Một vỏ lữ nhi hồng đã được mở niêm phong kia, có nghĩa là trong lòng nàng đã gả cho hắn rồi. Bất luận tương lai thế nào, nàng cũng không hối tiếc. Không có sự nhận định của thế tục, không ràng buộc thì chuyện tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói trắng ra, cùng lắm là sáng nay có rượu thì sáng nay say. Đời người đắc ý thì cứ vui cho hết, thản nhiên yêu những thứ mình nên yêu, nếu yêu nên dứt khoát. Cũng không dự đoán được tên ngốc này có làm tới như vậy, kiên quyết muốn kết hôn với nàng, khiến nàng không thể không nói trắng ra. Tìm lại cái gì đây? Đã quên rồi thì cứ quên luôn đi. Tất cả những gì thuộc về mục ấp trần chính là toàn bộ cuộc đời này của ta. Hắn cũng không có tâm tư phức tạp gì, không chút do dự kiên định trả lời nàng. Nếu lỡ trước kia chàng từng cưới vợ rồi thì sao? Kiểu thế ở nhà đang đau khổ ngóng trông chờ chàng trở về thì chàng phải làm thế nào đây? Không có khả năng, hắn đáp không chút suy nghĩ. Trốn tránh? Không phải, hắn suy ngẫm phải giải thích thế nào. Cảm giác về chuyện này không lừa người được, tình hình của đôi ta không quen thuộc với hoang loạn như vậy, đó không phải là bộ dáng mà nam nhân đã thành thân nên có. Có lẽ ta không dám nói bản thân mình sạch sẽ, nhưng kinh nghiệm tất nhiên là không nhiều lắm. Cũng đúng, hắn giận. Dạ.
Cũng đúng, hát dễ... sao lại sai? Cũng đúng, hát án rất dễ... Cũng đúng, hắn rất dễ bị ghẹo, tùy tiện trêu chọc một chút là cả người liền nôn nóng, thực sự rất mẫn cảm, không giống như những gã đàn ông am hiểu sâu về vấn đề này. Cũng giống như hắn quen thuộc chuyện làm ăn vậy, nếu trong lòng từng có ai đó, hắn sẽ phải lưu lại chút dấu vết. Loại cảm giác động lòng này rất xa lạ, cũng rất vô thố, như là mối tình đầu vậy mới có thể luôn khiến nàng hết cách. Điều đáng lo ngại duy nhất chính là nếu có vô tình phụ ai đó, nhưng người duy nhất hắn tự thân mật là nàng, vậy thì hắn còn phải chần chờ gì đây? Tất cả những mối quan hệ cũ được bỏ qua hết cũng không đáng tiếc. Hắn trước kia đã chết rồi, con người đang sống hiện tại chính là của nàng. Ta nói nàng đó, thông minh cả đời, sao bây giờ lại ngớ ngẩn như vậy? Quá khứ đã biến ta thành một thân độc thương, có cái gì tốt mà phải lưu luyến đây? Cho dù có tìm lại được trí nhớ, là cho rằng ta sẽ bằng lòng buông bỏ tất cả, cuộc sống an ổn vui vẻ trước mắt, để lại một lần nữa bị cuốn vào thị phi phải trái, ăn ngủ không yên, ngày ngày tính toán mưu độ hay sao? Muốn sổ có, tự hai bàn tay ta cũng có năng lực để làm ra được. Nhưng Mục Hướng Vũ thì không phải nơi nào cũng có được. Nếu nàng còn lo lắng, chúng ta mua một bừa đất để ở trong nhà. Chúng ta mua một cái bựa sắt để ở trong nhà. Khi có người nào đến bắt ta, không cần khách khí, dùng nó đánh đuổi bọn họ ra ngoài. Nhanh nào, cưới ta hay gả cho ta, tự mình chọn đi nào. Vậy chẳng phải đã định sẵn cho nàng rồi sao? Mục Hương Vũ buồn cười. Hắn nói Mục Hương Vũ không phải nơi nào cũng có, trân trọng như vậy, quyến luyến như vậy, kiên định như vậy. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều có thể bỏ qua, chỉ có nàng duy nhất không thể bỏ qua được. Nam nhân chính chắn này, sự hèn mọn chỉ duy nhất đặt trong tình yêu, mối tình đầu, học chưa xong kỹ xảo khéo đưa đẩy trong kinh doanh, ngốc nghếch mà chúc chắc, nuốt chửng cả nàng. Trái tim chợt mềm, rối tinh rối mù, hóa thành một làn mưa xuân ấm áp. Nàng giơ tay ra trước mặt hắn. Đưa đây. Cái gì? Đồ cưới đó, nghĩ đi, một nghèo hai trắng tay mà cũng muốn vào mục gia môn của thiếp hay sao? Trên thực tế, hắn quả thực rất nghèo. Tất cả gia sản này trên danh nghĩa đều là của nàng. Hắn thực sự đã bán mình làm nô bộc cho mục gia với mức lương còm cõi, lại còn phải làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm. Tâm tư này sáng như nhật nguyệt, hoàn toàn không có dạ tâm chiếm đoạt ta tài. Vì sao lại không có ai tin hắn hết vậy? Vừa mới nói xong hôn sự, hắn liền có kế hoạch đi mua đủ thứ dùng để làm cho thành hôn nhân. Tam mối nục xính, danh mục quà tặng, danh thiếp khách mời, rồi cả tiệc rượu, tất cả đều tự mình làm chứ không nhờ tay người khác. Hắn nhớ lại, trước ngày thành thân mấy ngày theo cổ lễ, vợ chồng không được gặp nhau nên để nàng về thôn trước vài ngày. Đó là căn nhà cũ của Mục gia, từ nơi đó xước nàng về nhà mới cũng coi như hợp tình hợp lý. Nàng thế vậy thì cười nói, làm gì mà phải phiền phức như vậy. Theo nàng thấy, đêm ấy cúi đầu dưới tạng cây bái tế nên rất bớt đi nhiều việc, cùng lắm thì mời mọi người đến chung vui một chút là được rồi mà. Hắn đáp lại nói rằng, sợ nàng không chịu trách nhiệm với ta. Nữ tử này chẳng có tài cán gì, chỉ được cái giả bộ chơi xấu là giỏi thôi. E rằng sau này là sẽ mượn cớ mất trí nhớ mà thoái thác. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, nói cho mọi người đều biết hai người bọn họ là vợ chồng. Chậc, chưa thấy nam nhân nào mà lại so đo danh phận như hắn, suốt ngày cứ muốn nàng phải làm cho rõ ràng. Toàn bộ hôn sự đều do một mình hắn ôm hết mọi việc. Nàng nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể dán mấy tờ giấy hồng lên trên cửa sổ, thiệu uyên ương để giết thời gian. Ngày hôm đó, hắn lại lên đường đi thu mua, làm theo uyên ương xiết cũng thành chán, đang muốn dạo quanh bên ngoài thì bất thình lình có một vị khách tìm đến nhà. Mục ấp Trần đâu? Nghe nói hắn ở đây. Người khách gọi tên với vẻ mới lạ, rất là kỳ quái, tám phần thì không gọi cái tên này quen. Một câu nàng cũng không đáp hơn được, ngờ ngờ ngác ngác ngốc nghếch nhìn hắn ta, ánh mắt lưu chuyển theo hắn, chưa từng rời khỏi hay chớp mắt chút nào, ngay cả rót nước mời khách cũng quên luôn. Người luôn tiếp khách như vậy sao? Bị nàng nhịn đến quá gắt gao, đối phương cũng không để ý, thong dong đi vào phòng rồi thản nhiên ngồi xuống. Có trời cao làm chứng, không phải ngày nào là cũng mất mặt xấu hổ như vậy. Nhưng khác thường thế này thực sự là bởi vì thần hồn vẫn chưa trở về, vẫn còn hoảng hốt răng chơi nơi cửa trời. Một câu hỏi ngu ngốc đến cực điểm nhịn được thốt ra bên môi nàng. Da mặt của người là thật hay giả vậy? Gã thong dong khoan thai, vẻ phong lưu đùa giỡn nàng. Nếu là giả, ngươi có muốn sở thử không? Ồ,
Nàng vươn tay muốn sờ mới chợt nhớ đến. Không đúng, dù có sống thế nào cũng không phải tiểu mục tử, làm sao có thể sờ loạn, có người sẽ tung hê gọi bậy, thanh toán nàng ngay. Rút tay về, lại lắc lắc cái đầu, cuối cùng nàng cũng thanh tịnh một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn cảm thấy không đúng. Trên đời này, làm sao lại có người sống đến như vậy? Nàng nhịn không được, trộm nước mắt một cái dọ xét, rồi lại nước thêm một cái nữa. Vốn đang hoài nghi nàng người nào đó... Vốn đang hoài nghi là người nào đó trêu cợt nàng, nhưng chuyện này bình thường đều do nàng làm mà. Hắn cũng không có nhảm chán như vậy, cũng không có can đảm dám trêu cợt nàng. Huống chi từ thần vận, tư thái cho đến mỗi ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt giống nhau kia thì tất cả đều khác hẳn. Tiệu mục tự nàng trầm ổn hơn, ánh mắt cũng trong sáng, chính trực hơn rất nhiều. Dù sao thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nhà nàng là tốt nhất mà thôi. Người phát hiện ra tiếng nói, nàng mới thấy chua xót, thà im lặng còn hơn. Đến đây làm gì? Khuôn mặt kia đã nói lên tất cả mọi sự tình, không phải là ruột thịt thì làm sao giống nhau đến vậy được đây? Đối phương cũng không xa lạ. Đến xác nhận. Xác nhận rồi thì làm gì? Muốn đưa hắn về hay sao? Đối phương không trực tiếp trả lời nàng, làm như trở về nhà mình vậy, rất tự tại, còn đạo khách thành chủ tiếp đón nàng. Ngồi đi. Đừng cứ đứng hoài như vậy thế, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Câu chuyện thật ra rất đơn giản, cũng rất cũ, nó là như thế này. Rất lâu trước kia, có một dòng họ kép Mộ Dung, phu nhân của tộc trưởng, rất lâu sau khi thành hôn, rốt cục cũng mang thai, hơn nữa rất không chịu thua kém, sinh ra một cặp song sinh. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Sao? Sai. Càng là gia tộc truyền thống thì càng mê tín. Nếu hạ sinh song thai, một sẽ là hưng gia vượng tộc, người trong long phượng, một nhất định sẽ thành ma, tác nợ thảo mệnh, suy bại gia tộc. Có công bằng hay không đây? Vận mệnh vừa sinh ra, mọi người đều đã dùng một lời để thay bọn họ quyết định cả rồi. Mà bọn họ thậm chí lại chỉ mà hơn. Mà bọn họ thậm chí chỉ là hai đứa trẻ không hiểu chuyện, cái gì cũng chưa từng làm. Trong nhà để lại người con cả là Mộ Dung Thao, con trai út tên là Mộ Dung Nược, vốn bị buộc đá ném xuống sông. Nhưng chung quy thì cũng là đứa con đã mang thai gần 10 tháng. Mộ Dung phu nhân không đành lòng, quyết chí không tiếc dùng sinh mạng để đấu tranh. Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người, cứu lại cái mạng nhỏ của đứa trẻ mới sinh. Nó được đưa về nhà mẹ đẻ của phu nhân để ngăn cắt song sinh, mong đợi có thể tránh cho bi kịch sẽ xảy ra. Năm tháng thấm thoát qua đi, hơn 10 cạnh xuân xanh tươi đẹp vội vàng trôi qua. Mộ Dung Thao quả như mọi người mong đợi, trưởng thành với diện mạo hiên ngang, nhẹ nhàng, tuấn lãng, văn thao võ thược. Văn thao võ lược, không gì là không giỏi. Hắn là niềm kiêu hãnh của mọi người, là niềm hy vọng của cả gia tộc. Năm ấy cha mẹ lần lượt qua đời, hắn vô tình nghe được từ miệng ông chú chuyện cũ về nhiều năm về trước, biết mình còn có một người em trai đang được nuôi dưỡng ở Mộ gia, hơn nữa còn vì chuyện cấm kỵ buồn cười thời xưa mà cốt nhục ly tán. Bởi vậy hắn đã giận tím mặt, phát ra một chút tính tình trước nay chưa hề có, kiên trì muốn đón người em trai trở về. Khi đó hắn đã tiếp nhận quyền trụ sự là đại đương gia cầm quyền, quyết định của hắn ai có thể không nghe đây. Người em được đón về cũng quả thực cả nhà đoàn tụ, không tranh chấp gì sao? Chỉ có người si mộng nói thôi. Mộ Dung Thao bụng dạ quang minh chính đại, là người thiện tâm, cũng thông cảm cho người em từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài, chưa từng nhận được sự quan tâm của thân tình ngày nào, khó tránh khỏi tình cảm mới lạ. Hắn dùng thời gian 5 năm vô cùng kiên nhẫn mà đối xử tử tế, quan tâm, kéo gần lại khoảng cách giữa hai anh em, chỉ hy vọng có một ngày có thể bồi dưỡng tình nghĩa huynh đệ chân chính. Nhưng tính tình Mộ Dung Lược lại vặn vẹo, hắn nhìn không thấy tấm lòng chân tình của anh trai mong cho hắn tốt lên. Tâm rất âm ám, không hề quang minh ấm áp, dù cho người anh có khẩn thiết nói. Em là huynh đệ của ta, không phải người ngoài, tất cả những gì của ta đều nguyện cùng em chung hưởng. Hắn vẫn cúi đầu thậm nghĩ, nếu có thể độc chiếm, vì sao lại phải chung hưởng đây? Đại ca chính trực ngu ngốc của hắn sẽ không hiểu được, có một số việc vật là không thể chung hưởng. Một bước sai dẫn đến từng bước sai. Mộ Dung Thao sai lầm rồi, không nên đánh giá cao nhân tính, khảo nghiệm nhân tính. Từ khi Thao đón lược trở về, bắt đầu đã có
đã bắt đầu định sẵn có một tấn bi kịch, một nối không thể có hai hộ sẽ xảy ra. Trong thần tộc lúc đó, mâu thuẫn tranh chấp luôn luôn tồn tại, gia nghiệp khổng lồ, lợi ích xung đột dễ dàng khiến cho người ta lầm lạc bản tính, phạm vào những lối lầm không thể cứu vãn được. Địa vị ở mộ dung gia của Thao quá trọng yếu, người bình thường không thể xuống tay với hắn, nhưng cũng không phải là không có ai có thể làm được. Ít nhất thì người em ruột thịt mà hắn tin yêu cũng không có ai phỏng bị là có thể. Loại độc đầu tiên chính là do người em mà hắn yêu thương nhất hạ dược, hóa nội lực của hắn nhập thẳng vào trong cơ thể. Vì nữa không muốn trên đời này lại có người có dung nhan giống hệt hắn như vậy, hắn muốn mình là duy nhất. Có sặc trong tay tiếp mở cửa, người bên ngoài đều muốn xuống tay nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đi một bước, rốt cục đã không thể quay đầu được nữa. Thế cho nên diễn biến thành cục diện hôm nay. Hối hận sao? Cho đến ngày hôm nay vẫn không dám tự hỏi bản thân, vĩnh viễn cũng không dám đụng vào vấn đề này. Mục Hướng Vũ lặng lặng nghe, yên lặng nhìn, không nói một câu. Rồi sau đó lặng đứng lên, lùi lại một bước, thần thái vô cùng chấn định, dùng sức ném ra một cái tát, dùng hết khả năng mà nàng có thể dùng cả đời, vùng lực mạnh nhất, đánh cho tên đại nam nhân kia hầu như không thể chống đỡ được. Hắn phải ngã lưng vào ghế dựa mới có thể ổn định thân mình. Nàng rất giận, thực sự rất giận, đời này chưa từng tức giận đến như vậy, ngay cả khi bị lừa mất gia sản, đến mùi đau khổ mất mát cũng chưa từng giận như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt này, nàng chỉ biết nghĩ rằng đó là của chàng. Chàng cũng từng có một khuôn mặt sống hệt như vậy, khuôn mặt tuấn lãng xuất chúng, nhưng bây giờ thì sao đây? Dùng mạo hầu như đã bị hủy hết, nhận biết bao khinh thị đùa cợt. Mặc dù sau này nàng đã dùng hết tâm tư mình điều dưỡng, cũng không thể nào hoàn toàn không còn chút dấu vết, trả lại vẻ tuấn mỹ ban đầu được nữa. Dựa vào cái gì mà lại sát hại khuôn mặt của hắn, cướp đoạt tất cả những gì từng là của hắn? Dựa vào cái gì đây? Người này chính là em trai ruột thịt của chàng mà. Nàng luôn luôn biết quyền thế địa vị đã gây ra rất nhiều tai họa tranh chấp, nhưng không thể ngờ được lại có thể khiến người ta phát sầu đến tận mức này. Anh ấy thực sự lợ ngươi nhiều như vậy sao? Có lẽ lúc bắt đầu bắt hắn phải rời khỏi nhà, mất đi tịnh thân ấm áp, mộ dung thao cũng có liên quan. Nhưng chuyện đó đâu phải là chuyện hắn có thể quyết định, mà phải hứng chịu trừng phạt nghiêm trọng đến mức phải hủy dung, hạ độc, phản bội, nhận hết những lời cay độc đây. Ta từng rất hận hắn. Mộ dung ngược lau lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt đạm mạc, dường như đang nói không phải chuyện của mình vậy. Từng rất hận ư? Ai sinh sau thì phải là ác nhân sao? Nếu lúc trước người được ở lại mộ dung gia là hắn, được đối xử tử tế, lớn lên trong sự coi trọng, không phải tranh thủ mà vẫn có thể có được tất cả, thì hắn cũng có thể trưởng thành với tính tình quang minh tốt đẹp như vậy. Lúc mộ dung thao nói chuyện cùng hắn chia sẻ tất cả, hắn thực sự rất hận, hận bộ dáng dạ nhân dạ nghĩa kia. Nhưng vì sao sau khi đại ca thực sự biến mất, nơi nồng ngực lại giống như bị phủ một màn sương mù, mờ mịt đến mức không biết phải làm sao? Khúc mắc trong đầu không bởi vậy mà được tiêu trừ. Những đôi mắt nhìn chăm chú mà hắn luôn mong mỏi cũng không bởi vì đại ca biến mất mà rơi vào người của hắn, ngược lại còn mất đi càng nhiều hơn. Ngay cả một chút quan tâm duy nhất vốn có này cũng đã mất đi rồi. Mỗi khi đêm dài thanh vắng, dường như nhớ nhung quá mức, còn có thể nghe được giọng nói ấm áp kia nhẹ nhàng cất lên. Còn chưa ngủ sao? Không để ý lại tổn hại sức khỏe đấy. Nhạn hồi hầm mang đến cho em tẩm bộ đây. Nhưng khi thực sự quay đầu lại, luôn tìm mà không thấy. Hắn tìm không thấy những lời dặn dò hắn đừng thức khuya, đem tất cả thuốc bộ chân quý lần lượt vội vàng mang đến cho hắn tẩm bộ. Nói đã đau lòng khi thấy hắn trở về với bộ dáng gầy yếu, nên phải dưỡng cho thân hình cường tráng, dẻo dai một chút. Hắn bắt đầu sợ hãi, sợ đêm khuya yên tĩnh, cái gì cũng đều nghe thấy cả. Cũng có lẽ sợ đêm khuya, cái gì cũng đều nghe không thấy. Vì thế hắn lại điên cuồng đi tìm kiếm, đi tìm hình bóng ngày trước hắn vẫn ước gì biến mất kia. Nhưng bất luận hắn có tìm thế nào cũng không thể trở về nữa. Mất đi mộ dung thao, ngay cả tình thương chân thành duy nhất trên đời này hắn cũng đã không còn nữa rồi. Cho nên thế nào bây? Cho nên thế nào đây? Bây giờ ngươi đến đây để xác nhận xem anh ấy đã chết chưa hay sao? Hay là hối hận muốn tìm anh ấy trở về? Mục Hương Vũ lạnh lùng hỏi. Nếu là lý do ban đầu thì mơ đi, ngay cả gặp mặt nàng cũng sẽ không để cho bọn họ gặp nhau đến một lần. Nếu là lý do thứ hai, vẫn như cũ, miễn bản, nàng sẽ không để hắn phải trở lại cái nơi chị nghe thôi đã thấy tâm lực,
Chị nghe thôi đã thấy tâm lực lao lực quá sức rồi. Có một số chuyện mất đi chính là mất đi, đừng mong sẽ tìm về được nữa. Ta không biết, trước khi đến đây hắn chỉ có một suy nghĩ, xác nhận xem Mộ Dung Thao có còn trên đời này hay không. Chỉ khi nào còn sống, tất cả đều còn có khả năng. Anh ấy ở đây rất tốt, ta sẽ chăm sóc cho anh ấy cả một đời. Tốt hơn thời gian ở bên cạnh kẻ vô liêm sỉ như người. Thái độ của cô nương này rất rõ ràng chính xác, cũng thật kiên định, nói rõ sẽ không để cho Mộ Dung Thao đi. Hắn vuốt cằm, lấy từ trong lọng ra một túi gấm nhỏ. Nghe nói hắn muốn thành hôn, ta thay hắn đưa cái này đến đây, nhờ ngươi chuyện lời với hắn một tiếng. Đây là cái gì? Đoán nhận ánh mắt phòng bị của nàng, hắn cười tự giễu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất kỳ cái gì có lợi cho hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái gì bất lợi cho hắn nữa đâu. Bên trong có ngày sinh tháng đẻ của hắn, cùng mấy món trang sức bằng ngọc mà ngày trước mẹ đã chuẩn bị cho hắn cưới vợ. Còn có một miếng bùa, lúc hắn vừa sinh ra đã đeo lên rồi, là mẹ mời trụ trì trong miếu cầu phúc, nói là có thể bảo bình an. Từ hắn ra chưa từng từ bỏ, ta cũng có. Cũng là vật có ý nghĩa sâu nặng, nàng đành phải thu nhận giùm hắn. Trong lòng thầm nghĩ, sau liền phải nấu một đội nước sông hơi, không có độc thì cũng để đuổi xuôi. Mộ Dung Lược cũng biết người ta không chạm đòn hắn, thức thời đứng dậy cáo từ, không dây dưa nhiều. À, đợi một chút. Vừa ra trước cửa chính, hắn dựng bước chân, ngoái đầu nhìn lại thì thấy cô nương ngay thẳng kia, nhưng lại tỏ ra một tia xấu hổ. Cái kia, anh ấy trước kia từng có cô nương nào tốt không? Thì ra là vậy. Vậy phải xem định nghĩa của ngươi về tốt như thế nào, yêu hắn hay là hắn yêu. Đương nhiên là anh ấy yêu, có thể ước. Còn lại, cho dù nữ nhân có yêu hắn cả một soạn lớn thì cũng không phải là chuyện của nàng. Nếu vậy thì không có. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thực sự muốn hoành đao đoạt ái nhưng lại sợ bị sét đánh. Có được đáp án, nàng liền đổi ngay sắc mặt thực tế, vẫy vẫy tay. Đi thong thả, không có tiễn. Tốt nhất là đời này vĩnh viễn không gặp lại nữa. Một lát sau, ấp trần trở về, còn chưa vào đến cửa đã thấy cô nương đang ngồi cửa, ngồi như không ngồi. Sao lại ở ngoài này hứng gió như vậy, cũng không chịu khoác thêm áo vào. Ta không có ở đây thì nào không tự biết lo cho mình. Này, một nụ hôn vô cùng mãnh liệt xông thẳng đến, hắn không phòng bị, đột nhiên bị một lực rất mạnh va chạm mà ngã ngửa. Sao lại thế này, hắn bị cọp vô ư? Nhưng cọp không có mùi hương mềm dịu như ngọc thế này. Sau khi phục hồi tinh thần, người đánh nén được bằng chân lên đằng đầu, tay chân đều ôm chặt cứng, lại càn quét môi hắn không ngừng. Hắn cúi đầu cười khẽ, che chở không để nàng bị thương, cũng không ngăn cản nàng hành hung dã man, cho phép nàng lại cắn mà cười nói. Nhà đầu hoang dại này, sự dè dặt của nàng biến đâu mất rồi hả? Trong khuê phòng đoàn tụ xung vậy, sao không thấy nàng chủ động như thế đi? Ban ngày ban mặt lại nhiệt tình lôi kéo, ở ngay cửa phòng thế này thì có thể làm được chuyện gì? Vậy không phải đang có ý định trừng trị hắn hay sao? Thiếp, thiếp sẽ đối với chàng thật là tốt, thật tốt. Giống như muốn cam đoan điều gì đó, lóng vội cho hắn thấy. Sau khi Mộ Dung Nhược đến đây, trong ngực nàng luôn tràn ngập một cảm xúc không biết tên, rất mãnh liệt, tràn ngập đến mức gần như tàn phá cả tim phổi, đau đớn không thôi. Nàng không biết hắn là như vậy, nếu sớm biết như vậy, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt, càng đau tiếc cho hắn hơn. Đây đúng là cái tên tốt đẹp làm đau lòng người. Ta chưa bao giờ hoài nghi chuyện đó cả. Trên đời này có ai được tốt với hắn hơn nàng đâu. Hắn vươn tay trấn an, vuốt vuốt tóc nàng rồi nói. Sao vậy, có muốn kể cho ta nghe không? Nàng vùi mặt vào trong lòng hắn, kiên định lắc đầu hai cái. Nàng một chữ cũng không dự tính nói cho hắn biết. Đó không phải là chuyện gì vui vẻ, nói để làm cái gì, chỉ làm cho hắn đau theo một lần, thừa nhận nỗi đau bị người thân yêu nhất phản bội ư. Cũng như lời hắn nói, hắn là mục ấp trần, là người của nàng, chỉ cần nàng chăm sóc cho hắn là đủ rồi. Vậy đứng lên trước đi, đừng làm khách khứa chưa cười nữa. Cái gì? Cái đầu đang vùi trong lòng nhanh chóng bắn lên, lúc này mới nhìn thấy vị khách theo hắn trở về ở một bên sân diễn. Ở một bên xem diễn từ đầu đến cuối. Ta hẹn đầu bếp Thiên Hương quán về đây bàn chi tiết về tiệc rượu. Hắn dừng một chút, vô cùng vô tội nói thêm một câu. Nhưng nàng chưa cho ta cơ hội mở miệng. Không ngờ nàng hoàn toàn không hề phát hiện.
Ai ra, rất là dọa người đấy. Bà chân bốn cẳng bò lên, cũng bất chấp lễ nghĩa, tiếp khách này thế nào, xấu hổ chạy vội về phòng, không còn mặt mũi nào mà nhìn thế nhân nữa rồi. Nàng không ở lại, cùng nhau thảo luận sao? Mẹ ơi, tốt nhất là nàng còn mặt mũi để ở lại ư? Khách vẫn còn run run khóe miệng, có vẻ như phải nén cười rất lâu rồi. Khó trách, sao Mục đương gia lại muốn cưới vợ một cách vội vã như vậy? Có người như sói như hổ như vậy, không mau cưới về một chút, đứa nhỏ cũng được sinh ra mất thôi. Khiến ngài chê cười rồi. Thế nào, biến thành hắn cũng không còn mặt mũi nào nhìn người ta rồi nhỉ? Hôn lễ đã được quyết định, cử hành vào ngày mùng 5 đầu tháng, chính là 10 ngày sau. Tất cả đều ấn theo kế hoạch của ấp Trần, không nhanh cũng không chậm mà tiến hành. Một ngày vốn đã đà ước hẹn với sư phụ đến đo đạc để cắt may cho bọn họ, nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy hắn trở về, chỉ nhờ người nhắn lại, nói rằng đang vội không thể về được, đành phải để nàng tự may áo cưới trước. Không đúng nha, ấp Trần luôn xem hôn sự là việc quan trọng hơn tất cả, không ngờ lại vì việc khác mà bỏ rơi nàng, dù nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất khác thường. Sau khi đo xong, nàng ra cửa hàng tìm, tiểu nhị nói, đưa ra đi sang ngoài với một người cực kỳ giống hắn. Cực kỳ giống sao, còn có thể là người nào nữa chứ, nghĩ thế nào cũng chỉ có một mặt thôi. Người giỏi lắm, Mộ Dung Nược đã nói là không được đến quấy rầy hắn nữa rồi mà, dám đem lời nói của ta nghe tai này nọ tai kia sao? Nàng cảm thấy không yên, chuyện đó nàng chỉ nghe thôi mà trong lòng rất khó chịu, nếu ấp Trần biết được sẽ đau đớn đến mức nào đây. Chỉ mong Mộ Dung Nược có thể khôn khéo một chút, đừng dại dột mà thú nhận tất cả. Nàng kiềm chế cơn sầu đang đẩy ở trong lòng, đi về nhà chờ hắn. Cố tình, hôm nay nhất định là một ngày đen tối chết người, mọi việc đều không xong, tất cả phiền phức đều nhằm cả vào ngày hôm nay. Muốn giữ lại, Thanh đúng không? Gã đàn ông nó có vẻ bất định, ngập ngừng một nát rồi lại ưỡn ngực nói. Cũng không phải là không thể thương lượng, ta thấy các ngươi rất thân thiết với con bé, rất muốn mang con bé về, lại sợ các ngươi không nỡ rời xa, nhưng đó rốt cục cũng là tình thân của ta, các ngươi cũng không thể không giao trả lại có đúng không? Nói thế nào thì ta vẫn là cha ruột của con bé. Có mỗi một câu mà vòng vo nói đến mười mấy hai mươi vòng, Mục Hướng Vũ nghe mà cảm thấy đầu óc mê man. Cố nhân lại đứng nghe Tôn Tú Tại nói cả canh giờ, nghe hắn tán hiêu tán vượn xong, cuối cùng cũng nghe ra được một chút manh mối. Ta có thể to gan thay ngài kết luận được không? Phải làm sao mới có thể an ủi nỗi đau cốt nhục chia lìa của ngài đây? Ngân lượng sao? Ngươi đau khổ đến mức nào? Cần bao nhiêu ngân lượng mới có thủ? Cần bao nhiêu ngân lượng mới đủ để bù đắp được đây? Không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, Tôn Tú Tài vừa thẹn lại quẫn, mặt đỏ bừng, bị lời châm chọc lạnh lùng kia làm cho vô cùng xấu hổ. Nhưng con người một khi đã sợ nghèo thì nỗi nhục nào cũng không khổ bằng sự bần cùng. Hắn dám nhịn xuống nỗi nhục nhã này, tiếp tục kiên trì. Một cô nương tội gì phải chỉ chiết như vậy, ngươi cũng không phải là kẻ tiểu nhân, qua lại đối nhân xử thế cũng là vui vẻ tương trợ, huống chi hiện thời tiền tài đối với ngươi mà nói chẳng đáng kể gì, các ngươi lại yêu thích con bé này, coi như là tạ ơn ta đã cho các ngươi một đứa con tri kỷ đi, có hề gì đâu. Nói trắng ra không phải là xảo trá sao? Nàng có tiền là chuyện của nàng, nàng nguyện ý tiếp tế cũng là chuyện của nàng, đâu có nghĩa là nàng rất thích người ta, bị người ta lừa bịp uy hiếp tống tiền đây. Khá lắm, tên thư sinh kia chẳng phải hắn ăn cháo đá bát lại còn không biết kiểm điểm đó sao? Hành vi hiện thời có khác gì mấy tên vô lại ngoài đường đâu vậy? Hành vi hiện thời có khác gì mấy tên vô lại ngoài đường đầu phố đâu chứ? Không, có khác đấy, khác là ở chỗ càng vô sỉ hơn, càng hạ lưu hơn, dùng chính con gái ruột của mình làm lợi thế để lừa đảo, hắn có còn là người nữa không đây? Khí khái của kẻ đọc sách, ta xem như có thêm kiến thức. Làng lạnh lùng phun xa một tiếng, cũng chẳng thèm dây dưa với hắn nữa. Muốn tiền thì ta đưa, từ nay về sau không được để ta nhìn thấy ngươi nữa. Ấp Trần dùng bao nhiêu tâm tư để chăm sóc Thanh Thanh, yêu chiều Thanh Thanh nàng đã nhìn thấy. Với bọn họ mà nói, con bé đã trở thành một phần da thịt của họ rồi, khó mà dứt bỏ được. Nếu thực sự để Tôn Tú Tại đưa con bé đi, thì lúc đó sẽ không thể trấn an hắn giống như bước. Giống như việc tiễn bước cục cưng được, e rằng hắn sẽ láo loạn với nạ không dứt. Vũ Nhi, tiếng gọi vừa vang lên, nàng liền than thầm,
Thôi rồi, vốn muốn đuổi Tôn Tú Tại đi trước khi hắn trở về, không ngờ vừa vặn để cho hắn đụng mặt, cũng không hiểu đã đứng ở ngoài phòng bao lâu. Ấp Trần chậm rãi đi vào, sắc mặt trầm lạnh. Nàng đi vào trong đi, để ta nói chuyện với hắn. Vâng, chàng định xử lý thế nào đây? Mục Hướng Vũ lo lắng, nuôi xuống, lặng lặng đứng phía sau hắn. Tới đón con bé đi ư? Ấp Trần giật nhẹ môi, tư thái hoàn toàn giống như đang bàn chuyện làm ăn hay đang nói chuyện thời sự vậy. Để ta nhớ lại xem lúc trước ngươi đã nói thế nào nhé. Nếu ngày nào đó có thể thăng quan tiến chức, tất sẽ mang số tiền lớn để tạ ơn. Hắn trầm ổn ngồi xuống, cầm bút lên, thấm đẫm mực, nêu nát một bút viết một trang dài. Những chữ số cứ vậy tuôn ra. Ta cũng không tính gì đến tiền tạ ơn, nhưng con bé ở đây bấy lâu nay, chi phí chi tiêu, ăn mặc, tiền trả cho bà vú, còn có năm đó nó bị liên đậu, ngày đêm săn sóc, tốn không ít tiền chữa bệnh, còn tiền công hàng đêm phải thức dậy dỗ nó, không ngày nào có thể ngủ yên đến sáng. Con bé mọc răng, bị sốt, cứ khóc nỉ non, trong lòng dù làm cái gì cũng cảm thấy không yên tâm. Con bé còn chưa ăn no thì ta cũng không thể nào nuốt trôi cơm được, lúc nào cũng ôm và dỗ nó, ngay cả lúc đi bàn chuyện làm ăn cũng phải mang theo bên mình, vướng tay vướng chân. Mấy cái đó, thêm thêm giảm giảm, bỏ qua số nẻ, tính chẵn cho ngươi 100 lượng, đưa đủ tiền thì có thể mang con bé đi bất cứ lúc nào. Tôn Tú Tại nghe xong thì sững sốt, há mồm ngậm miệng, mãi không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.